Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 219. Thiên Thượng Cửu nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Ngô Bình cười nói, ngươi trả lời vấn đề của ta đã, vì sao ngươi lại muốn để Lưu trưởng lão giúp ngươi lấy Thất Bảo Đăng? Thiên Thượng Cửu lạnh lùng ni ểu tử, giải trừ kiếm khí trong cơ thể của ta ngay, nếu không, thiên gia sẽ đuổi giết người đến tận chân trời góc biển. Ngô Bình bĩu môi, vùng kiếm chặt đứt một cánh tay của hắn ta, nói, ngươi không nói, không sao, ta sẽ chém người thành nhân côn, móc hai mắt, cắt lưỡi, sau đó lột bỏ ra toàn thân của ngươi, rồi cuối cùng ném vào. Trong chảo dầu, ngươi yên tâm, dầu đó chắc chắn sẽ không phải thứ dầu bình thường, chắc chắn đủ để chiên ngươi. Sau đó, anh hỏi Giang Hải Sơn, thưa bác, trong nhà có nuôi chó không? Giang Hải Sơn lập tức nói, ta thích nuôi chó, trong nhà có mười mấy con tiên khuyển, còn có mấy con mãnh hổ. Ngô Bình, vậy là tốt rồi, như vậy, một bữa là có thể gặm sạch cái tên Thiên Thượng Cửu này. Để cho hắn ta bị ăn sạch, thiên gia cũng sẽ không thể tìm ra được dấu vết. Thiên Thượng Cửu bị dọa sợ, lập tức nói, coi như ngươi lợi hại, ta nói. Kết giới của tiên giới sắp mở ra, thiên gia của ta cần phải thu thập một số bảo vật, chuẩn bị thật đầy đủ. Ngô Bình đã nghe nói từ sớm, kết giới của tiên giới chuẩn bị biến mất, đến lúc đó, sẽ hình thành một đại tiên giới, vì thế, anh hỏi, chuẩn bị cái gì? Thiên Thượng Cửu, chuẩn bị một số pháp bảo hỗn độn, chống lại sự xâm nhập của các sinh vật từ hỗn độn giới. Ngô Bình, sinh vật ở hỗn độn giới muốn xâm chiếm tiên giới. Thiên Thượng Cửu, đương nhiên, nơi mở kết giới không chỉ có tiên giới, mà còn có cả hỗn độn giới. Đến lúc đó, hỗn độn giới cũng là một phần của tiên giới, một số sinh vật ở nơi đó cũng sẽ bước ra bên ngoài. Giang Sơ Nhan không nhịn được, nói, người nói bậy. Ở hỗn độn giới có đại năng tỏa chấn, làm sao bọn họ có thể sẽ để mặc cho sinh vật ở hỗn độn giới đi ra bên ngoài. Nghe Giang Sơ Nhan nói xong, Thiên Thượng Cửu bỗng nhiên cười to ha ha, các ngươi thì biết cái gì. Những người gọi là cường giả cấp hỗn độn ở hỗn độn giới cũng chỉ chiếm cứ một khu vực nhỏ ở đó. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám trêu chọc đến sinh vật ở hỗn độn giới. Bằng không thì, tu sĩ tiên giới đã tràn vào đó từ sớm rồi. Ngô Bình hừ một tiếng, ta hoàn toàn không tin lời ngươi nói. Nếu sinh vật ở hỗn độn giới quả thật đáng sợ đến như thế, thì tu sĩ nhân loại không hề có khả năng dừng chân ở nơi đó. Thiên Thượng Cửu, cho dù lời của ta có là phóng đại đi chăng nữa, thì nguy cơ chắc chắn sẽ đến sớm. Đến lúc đó, đại đa số nhân tộc, đại đa số tông môn đều sẽ bị tiêu diệt. Căn cứ theo suy tính của lão tổ thiên gia bọn ta, đại bộ phận tiên giới sẽ bị sinh vật từ hỗn độn giới và chủng tộc khống chế chúng chiếm giữ, bọn họ sẽ khôi phục lại bộ mặt ban đầu của thiên giới. Mà nhân tộc, lại chỉ có thể co đầu rút cổ đến không được một phần mười khu vực. Giang Sơ Nhan, thiên giới. Thiên Thượng Cửu, thiên giới, chính là thời không cực lớn cùng chứa của hỗn độn giới và tiên giới. Mười đại tiên giới đều ở khu vực sáng lập thiên giới, mà cái gọi là tiên giới, chẳng qua cũng chỉ là biên giới của mười đại tiên giới. Nhưng thật ra ở giữa các đại tiên giới, còn có một khu vực lớn không thể biết rõ, hỗn độn giới cũng ở trong nơi đó. Giang Khúc đã khôi phục lại một chút, hắn ta đứng lên, trầm giọng hỏi, Thất Bảo Đăng đang ở đâu? Thiên Thượng Cửu vung tay lên, ném một cái nhẫn ra. Ngô Bình cầm lên nhìn xem, thì thấy bên trong quả nhiên có một chiếc đèn, cùng với một số món khác. Anh ném nhẫn chữ vật cho Giang Khúc, sau đó hỏi Thiên Thượng Cửu, thiên gia chuẩn bị nhiều như vậy là vì mục đích gì? Thiên Thượng Cửu có hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Ngô Bình một cái, lạnh nhạt nói, đối với các thế lực nhỏ bé yếu đuối thì chuyện này chính là một thảm họa, nhưng đối với thiên gia bọn ta mà nói thì đây lại là cơ hội. Thiên gia tướng coi đây là cơ hội để chiêu mộ tu sĩ từ khắp mọi nơi, thành lập thiên đình. Ngô Bình cười lạnh, thành lập thiên đình, vậy thì ai làm thiên đế? Đương nhiên là lão tổ thiên gia của ta. Thiên Thượng Cửu không hề kiêng dè, bên người của lão tổ thiên gia bọn ta có 12 vị cường giả hỗn độn đi theo, thực lực của ông ấy cũng là cảnh đỉnh hỗn độn. Có thể đạt đến thực lực như ông ấy, chẳng có được mấy người. Ngô Bình như đang suy tư gì đó. Bỗng nhiên anh nâng Thiên Thượng Cửu lên, đưa hắn ta đến nghị sự điện của núi Nguyên Thủy. Mấy vị trưởng lão nhanh chóng chạy đến, Ngô Bình ném người xuống, sau đó kể lại hết sự việc đã xảy ra. Biểu cảm của các vị trưởng lão trở nên phức tạp, một vị trưởng lão nói, chuyện này, bọn ta sẽ xử lý một cách thích đáng, cậu về trước đi.
Đây là một củ khoai lang nóng phỏng tay, bây giờ Ngô Bình ném nó cho núi Nguyên Thủy, sau đó lại trở về nhà của Giang Sơ Nhan. Trên dưới nhà họ Giang đều đối đãi với Ngô Bình hết sức nhiệt tình, lấy ra món đồ tốt nhất khoản đãi, Ngô Bình ăn uống no đủ, rồi đêm đó ngủ lại tại nhà họ Giang. Sáng sớm hôm sau, Giang Hải Sơn đi ra ngoài từ sớm, sau khi trở về, ông nói với Ngô Bình, Lý Công Tử, bọn họ đã thả Thiên Thượng Cửu đi rồi, nhưng bọn họ cũng nhận được hứa hẹn từ Thiên Thượng Cửu, chính là không truy. Cứu chuyện này. Ngô Bình cười lạnh, hóa ra núi Nguyên Thủy lại tốt tính đến như thế, người khác giết chết người của Giang Tông, lấy bảo bối của Giang Tông đi, vậy mà bọn họ lại còn muốn xin đối phương đừng truy cứu, thật buồn cười. Giang Hải Sơn, chuyện này cũng không còn cách nào khác, thế lực của Thiên gia quá lớn, núi Nguyên Thủy cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, hẳn là bọn họ cũng biết chuyện khôi phục lại thiên giới, chỉ sợ bọn họ đang chuẩn bị cho chuyện này. Ngô Bình suy nghĩ một chút, hỏi, vậy bên phía núi Nguyên Thủy có biện pháp đối phó không? Giang Hải Sơn, vẫn chưa rõ ràng lắm, hiện tại việc bọn ta có thể làm là ngồi chờ ngày kia đến. Ngô Bình, không biết, đợt biến cố này có ảnh hưởng đến thế tục hay không? Đúng lúc này, vị đường chủ hình đường Giang Khúc kia lại bỗng nhiên tìm đến cửa, nói. Viện chủ Ngô, lão tổ của bọn ta muốn gặp ngài một lát. Lão tổ nhà họ Giang là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn, tu vi cao thâm khó đoán, Ngô Bình không khỏi cảm thấy có hơi kỳ quái, hỏi, lão tổ tìm tôi để làm gì? Giang Khúc cười nói, lão tổ nói, trước đây ông ấy đi bái kiến Nguyên Thủy Đạo Tôn có nhắc đến viện chủ Ngô. Ngô Bình cảm thấy kinh ngạc, Nguyên Thủy Đạo Tôn biết mình à? Giang Khúc giải thích, nói, Nguyên Thủy Đạo Tôn nói, truyền thừa mà ông lưu lại, chỉ có một mình viện chủ học được. Cho nên chuyện này có thể được coi là, ngài cũng là đệ tử của Nguyên Thủy Đạo Tôn. Ngô Bình nhớ đến 9 chỗ truyền thừa mà Nguyên Thủy Đạo Tôn đã để lại, anh thật sự đã học hết, thì gật gật đầu, đúng là có chuyện như thế. Ngô Bình suy nghĩ, anh có quan hệ rất sâu đến núi Nguyên Thủy, bản thân cũng thật sự đã học được truyền thừa của Nguyên Thủy Đạo Tôn, lập tức gật đầu, tiểu đệ nguyện ý. Giang Đạo Sinh cười to ha ha. Thế thì thật tốt. Tiểu sư đệ, cậu không biết đó thôi, sư tôn luôn khen cậu không dứt đớ. Ngô Bình, sư huynh, sư tôn ông ấy sao lại tìm đệ lúc này? Giang Đạo Sinh, sư tôn đã chú ý đến cậu từ sớm, cũng đã nhắc tới cậu với vài vị sư huynh đệ. Chỉ là, lúc ấy thời cơ chưa chín muồi, hơn nữa, cậu vẫn luôn bế quan, cho nên đến bây giờ, mới lệnh cho ta đi hỏi ý kiến của cậu. Ngô Bình, sư huynh. Huynh có nghe đến lời đồn thiên giới sẽ trở lại không? Giang Đạo Sinh gật đầu, đây không phải là tin đồn, mà là sự thật. Theo, như sư tôn suy tính, thiên lý, đại thiên giới, cũng chính là thiên giới ban đầu sẽ tái hiện lại. Đến lúc đó, biến giới hiện tại của thiên giới và hỗn độn giới đều sẽ biến mất. Núi Nguyên Thủy sẽ xử lý như thế nào, anh hỏi. Giang Đạo Sinh, núi Nguyên Thủy thuộc về thế lực lớn, dẫu sao cũng có cường giả hỗn độn tọa chấn. Nhưng những thế lực nhỏ kia thì khó nói, bọn họ có thể sẽ gia nhập vào các thế lực lớn, cũng có thể là bị dị tộc tiêu diệt. Nói xong, hắn vung tay lên, trên không trung lập tức xuất hiện một bản đồ sông núi lập thể. Ngay sau đó, hắn chụm 5 ngón tay lại, lúc này, bản đồ nhanh chóng thu nhỏ lại, núi sông trong đó cũng thu nhỏ theo, cuối cùng biến thành một cái thiên thể hình bầu dục cực lớn, bên trong có trời trăng sao, có vô số ngân hà tinh hệ và một hình cầu rất lớn ở chính giữa. Giang Đạo Sinh chỉ vào hình cầu, nói, đây là bản đồ bên ngoài của toàn bộ thiên giới Nguyên Thủy ở chỗ này. Hắn duỗi 5 ngón tay ra, bản đồ phóng to, hình cầu lấp đầy toàn bộ đại điện, khu vực có diện tích bằng bàn tay trẻ con đang phát sáng. Đây là thiên giới Nguyên Thủy, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, ở trong ấn tượng của anh, thiên giới Nguyên Thủy rộng lớn bát ngát, không nghĩ đến, nó chỉ chiếm 1/10 triệu của toàn bộ diện tích thiên giới. Giang Đạo Sinh gật đầu, đúng vậy, thiên giới cực lớn. Cho nên, lúc trước khi Sư Tôn và những người khác thành lập thiên giới, chỉ chiếm được một khu vực nhỏ. Kết giới của thiên giới, ngăn cách với thế giới bên ngoài, nên người tổng kết giới mới có thể bình an mà sinh sống qua rất nhiều thế hệ. Vậy lý do vì sao mà kết giới biến mất, Ngô Bình hỏi ra thắc mắc ở trong lòng của mình. Là bởi vì, hỗn độn hoàng đã thức tỉnh, hoàng tộc hỗn độn không có phép kết giới tồn tại. Ngô Bình, đến lúc đó, thập đại thiên giới đều sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Đây cũng là chuyện không thể tránh được,
Nhưng chuyện này đối với tu sĩ nhân tộc mà nói chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu, nhân tộc lại tụ họp lại một lần nữa, hình thành thế lực mạnh mẽ đối kháng lại. Cũng chỉ có thể lực nhân tộc cường đại, mới có thể đối kháng lại sinh vật ở hỗn độn. Để nghe thiên thượng cửu của thiên gia nói, thiên gia chuẩn bị thành lập thiên đình, chuyện này sư huynh có biết không? Giang đạo sinh cười lạnh, đấy là si tâm vọng tưởng, thiên đình đại biểu có quyền lực tối cao của thiên giới, thiên gia không thể nào làm được. Hai người nói chuyện một hồi, Giang đạo sinh đã đưa Ngô Bình đến Ngọc Kinh Thiên Cung ở hỗn độn giới. Dọc theo đường đi, Ngô Bình chỉ cảm thấy khung cảnh xung quanh biến hóa, chỉ mất có vài phút, hai người đã đi đến trước Ngọc Kinh Thiên Cung, đây là một cung điện cao ngàn trượng, lớn đến mức kinh ngạc. Ngọc Kinh Thiên Cung được xây dựng trên núi Bạch Ngọc Tiên, núi Bạch Ngọc Tiên này lơ lửng bên trên bầu trời, bên trên tiên khí lượn lờ, diện tích cực lớn. Trên núi có rất nhiều cung điện được xây dựng. Liếc mắt một cái, là có thể thấy ít nhất cũng mấy vạn tòa. Giang đạo sinh cười nói, tiểu sư đệ, mỗi một cung điện, bên trong đều sẽ có tiên sư truyền thụ đệ tử. Sư tôn ở trong cung điện này. Ngoài điện có hai tiên đồng, mỗi người cao đến 200 trượng, một trái một phải canh giữ cửa điện. Ngô Bình biết, tu vi càng cao thâm, thì chân thân sẽ càng cao lớn. Vì thế, Giang đạo sinh nhìn thoáng qua, hóa thành người khổng lồ cao. 500 trượng. Ngô Bình vừa thấy thế, cũng biến ra chân thân của mình. Cấm kỳ thần anh của anh, cao 28 vạn trượng, khổ người đương nhiên cũng không nhỏ, cho nên cũng hóa thành một người khổng lồ 500 trượng đi vào trong điện cùng Giang đạo sinh. Giang đạo sinh âm thầm gật đầu, hắn biết nếu tu vi không đủ, thì không có cách nào chống đỡ được cơ thể cao 500 trượng, vị tiểu sư đệ này có tu vi rất thâm sâu. Bên trong đại điện, có một thanh niên cao chừng ngàn trượng, mi mục thanh tú. Đang ngồi xếp bằng câu cá ở bên hồ, trong hồ có một đám cá bơi lội tung tăng, nhưng lại không có một con nào cắn câu. Bên cạnh người thanh niên, có một cái bàn nhỏ, bên trên có ấm chén uống trà, một người tiên đồng đang pha trà cho người đó. Thanh niên vừa thấy Ngô Bình đi vào, thì cười vẫy tay với anh, nói, nhóc con, lại đây ngồi. Giang đạo sinh thi lễ với người thanh niên, sư tôn, con đưa tiểu sư đến đây. Ngô Bình khom người lại một lại. Rồi ngồi kế bên người thanh niên, sau đó tò mò đánh giá người kia. Người trẻ tuổi này chính là Nguyên Thủy Đạo Tôn sao? Nguyên Thủy Đạo Tôn cũng đánh giá anh, sau đó đột nhiên ôm vai của anh, nói, chúng ta nhìn cũng chạc tuổi nhau, nên kết bái anh em mới đúng. Đồng Nhi, người đi chuẩn bị hương nến đi, ta muốn kết nghĩa Kim Lan với cậu ta. Ngô Bình ngơ ngác, không phải là nhận đồ đệ sao? Sao lại thành kết bái anh em với mình rồi? Giang đạo sinh cười khổ. Vội vàng nói, sư tôn à, con cũng đã gọi một tiếng tiểu sư đệ rồi, lão nhân gia người cũng đừng đổi đến đổi lui. Hơn nữa, đột nhiên người lại thêm một tiểu sư thúc cho các đệ tử, chuyện này cũng không thích hợp lắm đâu. Người thanh niên kia gãi mặt, nói, đúng là có hơi không thích hợp, mấy đứa cũng đã lớn tuổi rồi. Sau đó, người thanh niên kia nhìn về phía Ngô Bình, cười tâu toét, nói, vậy cậu bái ta làm thầy. Ngô Bình đứng dậy, quỳ xuống bái. Đệ tử Lý Huyền Bắc xin bái kiến sư tôn. Người thanh niên mỉm cười nhận ba bái của anh, nói, được, sau này cậu chính là đệ tử thứ bảy của ta. Đến đây, ngồi kế bên sư tôn, ta có chuyện muốn nói với cậu. Ngô Bình lại ngồi xuống, anh nhìn về phía hồ nước, phát hiện bên trong có mấy con cá vàng nhìn vô cùng đẹp, lập tức duỗi tay lấy một ít thức ăn ném xuống ao cá. Nguyên Thủy Đạo Tôn, cá trong ao này đã tu luyện mấy vạn năm. Tu hành cũng sắp chín quả chỉ còn đợi lúc vượt long môn nữa thôi. Ông ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, sau này thiên giới không còn giới hạn, nên không tránh khỏi các xung đột. Vài tên đệ tử của vi sư không hiếu chiến nên mới thu con là đồ đệ, 100 năm tiếp theo đây thiên giới sẽ rơi vào đại chiến hỗn loạn cá lớn nuốt cá bé và việc sinh linh ở hỗn độn xâm chiếm. Đặc biệt trong số đó chính là cuộc chiến giữa sinh linh trong hoàng tộc và vương tộc tại hỗn độn. Ngô Bình bất ngờ, nghĩ mình nghe lầm. Sinh linh vương tộc và hoàng tộc tại hỗn độn sẽ gây chiến với nhau. Nguyên Thủy Đạo Tôn, sinh linh trong hoàng tộc hỗn độn có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, địa vị cực kỳ cao, lực ảnh hưởng tương đương với thánh hoàng của nhân tộc. Nhắc đến thánh hoàng, Ngô Bình vội vàng hỏi lại, sư tôn có tu vi cao như thế, chắc hẳn cũng thuộc thánh hoàng nhỉ. Nguyên Thủy Đạo Tôn bật cười, nếu tính về cảnh giới thôi, thì tu vi của vi sư và thánh hoàng sắp xỉ Phật rồi. Nhưng Thánh Hoàng không chỉ tu hành một cảnh giới, mà là một loại đặc biệt về trí tôn vô thượng,
có thể nói trắng ra đó là hội tụ sự may mắn của nhân tộc. Sau vài câu trò chuyện, Giang đạo sinh lập tức cáo từ rời đi trước. Ngô Bình rảnh rỗi nên ở lại trong điện tiếp tục tu luyện. Trước đây, anh đã pháp thân bát chuyển, hiện giờ cảm nhận được linh khí hỗn độn dày đặc xung quanh nên anh quyết định hoàn thành tu hành pháp thân cửu chuyển. Muốn tu luyện pháp thân cửu chuyển phải thành lập một đường gầm năng lượng mới trong cơ thể, cái này được gọi là kinh vĩ. Trong đó, kinh là thiên kinh, vĩ là địa vĩ. Thiên kinh địa vĩ mang theo một năng lượng vận chuyển với hiệu suất cao, quản lý toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Nhưng việc xây dựng thiên kinh địa nghĩa rất khó khăn, người thành công từ đó đến giờ đếm trên đầu ngón tay. Và lại, đa phần những người đạt đến pháp thân cửu chuyển cũng chỉ đơn giản có được một bộ phận của thiên kinh hoặc một bộ phận địa vĩ mà thôi. Thiên kinh địa vĩ đều là hai thái cực trái ngược nhau từ đó đến giờ, nó liên kết với sức mạnh trong mỗi một tế bào. Khi chúng nối liền tất cả lực lượng trong cơ thể, thì khả năng của anh có thể tăng lên đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên có thể nói, khi luyện thành công hai phần này thì hiệu suất sức mạnh trong người anh đạt đến mức ngạc nhiên. Ngô Bình thử tu luyện, ngay lập tức đã cảm thấy phù văn trong mỗi tế bào bắt đầu rung lên, những đường thiên kinh và địa vĩ thật nhỏ cũng sinh ra trong các tế bào. Mà địa vĩ là các sợi liên kết từ tế bào này sang tế bào khác, còn thiên kinh xuất hiện từng cọng to nhỏ khác nhau rồi hình thành từng nhánh cây nhỏ của một thân cây to tướng, chia làm hai phần rồi dần đâm vào bên trong thánh mạch. Chúng liên kết thánh mạch với 10 huyền mạch với nhau, mấy huyền mạch đó tiếp tục kết nối với kinh mạch toàn thân. Lần này anh tu luyện lại mất 3 ngày, khi anh đang cảm giác thoải mái lại ngay lập tức cảm giác thiên kinh và địa vĩ bắt đầu tràn ngập cơ thể. Một sức mạnh khủng khiếp truyền vào trong thánh mạch đầu tiên, rồi tiếp xúc với cửu liên đài, ngay sau đó cửu liên đài bắt đầu phát sáng rồi phóng ra sức mạnh cấm kỵ vô thượng tối cao, cùng với nguồn sức mạnh gia nhập. Một nguồn sức mạnh mới bắt đầu di chuyển trong huyền mạch rồi chạy vào trong kinh mạch của cơ thể. Một nguồn năng lượng đang tiến vào trong một thánh mạch khác đã tiếp xúc với thiên mệnh tháp cũng phóng ra sức mạnh cấm kỵ vô thượng tối cao rồi nhập vào trong nguồn năng lượng đang chảy đó, cùng nhau chạy qua huyền mạch rót vào trong kinh mạch. Trong lúc đó có một nguồn sức mạnh chảy từ thiên mệnh tháp gia nhập vào trong dương kinh của cơ thể, còn một phần sức mạnh từ cửu liên đài phóng ra cũng nhập vào trong âm kinh. Cuối cùng chảy qua đường kinh mạch nhỏ nhất nhập vào trong tế bào lần nữa, hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Năng lượng này liên tục tuần hoàn trong cơ thể 10 lần, Ngô Bình lập tức mở bừng mắt mà cảm nhận được sức mạnh đang vận chuyển với hiệu sức cao quanh cơ thể mình. Mỗi một lần tuần hoàn, thể chất của anh lập tức mạnh lên một chút, khả năng cũng phát triển lên một vạch. Năng lượng tuần hoàn đến vòng 360, Ngô Bình cảm giác được một nguồn hơi thở khủng bố đổ ập đến. Tuy anh vẫn ngồi thiền, nhưng thực chất linh hồn đã bước vào trong cõi thần tiên gặp Nguyên Thủy Đạo Tôn. Ông ấy cười nói, đại thần kiếp của con đến rồi, ngoài kia là thần kiếp sơn. Con leo đến đỉnh núi đó, lịch kiếp đi. Ngô Bình gật đầu rời khỏi cung điện lớn, rồi bay lên ngọn núi cao vạn trượng kia. Anh vừa đạp xuống đỉnh núi, không trung lập tức giăng đầy mây đen. Trên bầu trời xuất hiện trăm nghìn bóng sinh linh hỗn độn, mà nhìn kỹ hơn chút nữa bên trong đó xuất hiện 10 bóng dáng khủng khiếp hơn. Những bóng dáng đó giống như đều sử dụng nguyền rủa, máu của Ngô Bình lập tức sôi trào vì thích thú. Cơ thể anh bắt đầu thối rữa, hàm răng cũng bóc ra, làn da chảy xệ, khuôn mặt già nua đi, lục phủ ngũ tạng đều dừng hoạt động. Ngay cả đôi mắt của anh cũng dần dần mất đi tầm nhìn, mọi thứ xung quanh đều mờ mịt. Trong cung điện có vài bóng người bay ra, họ đứng lơ lửng ở giữa không trung run sợ nhìn về phía thần kiếp sơn. Nguyện Thủy Đạo Tôn hiếm khi xuất hiện. Cũng đã rời khỏi cung điện của bản thân đứng bên cạnh 6 vị cường giả. 6 người này chính là đệ tử của ông ấy, mỗi người đều đã là cường giả hỗn độn cảnh rồi. Nguyên Thủy Đạo Tôn mở to hai mắt chửi thầm, ông trời làm trận độ kiếp lần này ý gì, chỉ một đại thần kiếp thôi sao lại bày ra đại kiếp hỗn độn thiên sát tuyệt mạng như vậy chứ? Đại kiếp thiên sát này chỉ có sinh linh chí tôn thiên tài của hoàng tộc hỗn độn mới có cơ hội chạm mặt được cái này, nhưng mà cấp độ cũng không biến thái như vậy. Giang đạo sinh cười khổ, dù sao, tiểu sư đệ cũng là một quái thai cho nên đại thần kiếp của hắn cũng mạnh hơn gấm mười mấy lần với thiên tài hoàng tộc gặp mài. Đúng lúc này, Ngô Bình nhanh chóng vận chuyển sức mạnh pháp thân cửu chuyển trong cơ thể, quá trình già nua của anh bắt đầu đảo ngược lại. Thị lực khôi phục, làn da biến nên trẻ trung, hàm răng lại mọc ra lần nữa, toàn cơ thể đều phát ra ánh sáng sáng ngời. Lúc này, thần anh mạnh nhất của Ngô Bình nhắm thẳng lên không trung đánh. Dưới chân của thần anh có vô số ánh sáng liên kết với cơ thể anh.
Nhưng ánh sáng này đều do thiên kinh và địa vĩ tạo thành, nó giúp cho thần anh và pháp thân của Ngô Bình hợp thành một. Âm ầm, 10 vạn bóng sinh linh hỗn độn lập tức hóa thành tia chớp sinh linh đánh mạnh vào thần anh của Ngô Bình. Thần anh của Ngô Bình siết chặt, ngoài cơ thể hiện lên một lớp ánh sáng lấp lánh, trên lớp ánh sáng lấp lánh này có hàng tỷ phù văn đang di chuyển kết thành một đại trận phòng ngự cao cấp. Tia chớp bắn trúng trên lớp màn ánh sáng kia, ánh sáng trên lớp màn đó bắt đầu di chuyển ấy vậy mà tìm được sơ hở của tia chớp và nhẹ nhàng tách ra, thậm chí lớp màn ánh sáng còn hút lấy sức mạnh của tia chớp. Những tia chớp bị lớp ánh sáng hút vào lập tức biến thành một dạng phù văn hỗn độn sinh linh, rồi bị thần anh của Ngô Bình hút lấy. Ngô Bình từng trải qua cửu thiên thập địa tuyệt sát thần kiếp rồi, lần đó anh dùng rất nhiều bảo vật để bảo vệ mình mới có thể thoát nạn được. Mà thần kiếp lần này còn hung dữ và có uy lực so với trước gấp mấy lần, nhưng anh lại có thể nhẹ nhàng thoát nạn được. Ngay khi bóng 10 vạn hỗn độn sinh linh hóa thành tia chớp bị thần anh hút hết, thần anh của Ngô Bình sáng lên rồi hóa thành dương thần. Vào lúc này 10 bóng vô thượng không biết xuất hiện từ đâu, tách ra đánh vào thần anh của Ngô Bình. Ngay tức thì đột nhiên trên đỉnh đầu của Ngô Bình xuất hiện một quả cầu màu tím đen phủ đầy tia chớp, từ trong đó phóng ra muôn vàng tia chớp tím đen hủy diệt hết tia chớp xung quanh không còn một bóng. Răng rắc. Một tiếng vang lớn truyền ra, trên bức màn ánh sáng xuất hiện một cái khe nhưng nhanh chóng tự chữa lành lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tia chớp liên tục đánh đến, mỗi lần càng hung tợn hơn, thậm chí ngày một tập trung dày đặc. Dần ra, tốc độ tự chữa lành của màn ánh sáng không kịp với sức tổn hại của nó. Dương thần là một loại giống thực thể cũng như là hình dạng năng lượng sinh mệnh. Dựa theo ý niệm trong lúc tu hành tiên đạo, bây giờ anh có thể cất cơ thể mình đi và dùng dương thần đi khắp thiên hạ. Nhưng thực tế thì cơ thể bây giờ của Ngô Bình không yếu hơn thần anh là bao, cho nên anh vẫn cất dương thần vào trong cơ thể. Anh quay về cung điện, lại một cái với Nguyên Thủy Đạo Tôn, ta lịch kiếp xong rồi thưa sư tôn. Gương mặt của Nguyên Thủy Đạo Tôn trông hơi quái lạ, rồi ông ấy bật cười nói, khá lắm. Bây giờ con vừa mới có được dương thần, tiếp theo có thể chuẩn bị đánh sâu vào đạo cảnh rồi. Ngô Bình, thưa sư tôn, thiên giới sắp xuất hiện lần nữa, nhưng ta còn có một vài chuyện chưa giải quyết kịp nên muốn quay về một chuyến. Ừm được rồi, con về đi, nhớ dẫn theo hai con rồng kia đấy. Kim Long và Hồng Long đã hóa thành hai thiếu niên, tu vi của họ đều rất cao đã đạt đến cấp mạnh nhất trong đạo cảnh tầng 6 rồi. Ngô Bình gật đầu, dẫn theo hai thiếu niên quay về Giang Tông. Giang Đạo Sinh làm nhiệm vụ dẫn Ngô Bình về Giang Tông. Ngay lúc hai người đang bay trên không trung của Giang Tông, chỉ thấy hình ảnh bận rộn của tông môn này. Vô số người bay tới bay lui, giống như có chuyện lớn gì đó đã xảy ra. Chuyện gì thế? Ngô Bình hỏi Giang Đạo Sinh. Mấy ngày nay tiểu sư đệ luôn tu luyện nên không biết lá chắn giữa tiên giới đã biến mất. Nguyên thủy tiên giới biến mất, vậy nên lãnh thổ của nó đã trở về thành một bộ phận của thiên giới. Giang Sinh Đạo nói. Ngô Bình cảm nhận kỹ lại mới phát hiện đúng như vậy, pháp tắc tiên đạo ở đây cũng khác với lúc trước. Anh hỏi tiếp, thế nguyên thủy tiên giới xử lý chuyện này thế nào thưa sư huynh? Giang Đạo Sinh, thượng phủ xác nhập vào hạ phủ thành lập thành nguyên thủy tiên giáo. Sử dụng sức mạnh có trong tập hợp đớ. Ngô Bình hơi lo lắng tình hình của ba cô gái Nguyệt Thanh Ảnh, Hà Tử Trần, Lý Thuần Như nên chỉ nói vài câu với Giang Sơ Nhan, rồi vội vàng chạy. Đến Thần Châu. Ban đầu, Thần Châu là vùng đất bảo địa của Nguyên Thủy Tiên Giới, Nguyệt Thị rất có uy danh trong đó. Nhưng khi Ngô Bình xuất hiện ở Thần Châu, mới phát hiện chỗ này toàn xác chết và khắp nơi đều là khói lửa. Hai người đi vào địa bàn của Nguyệt Thị. Đập vào mắt là trên không trung cao mấy trăm mét tại một tòa thành. Nguyệt Thị đang chém giết với một đám tu sĩ mặc đồ đen. Hai bên dùng đủ mọi chiêu trò đánh nhau, sấm phù bay ngập trời, các loại tiên pháp ảo diệu đều bay tán loạn. Trên không trung đều là pháp bảo, phi kiếm, mỗi giây mỗi phút đều có người chết trận. Ngô Bình vừa liếc mắt đã thấy Nguyệt Đông Thăng cũng đang chém giết ở đó. Lúc này, Nguyệt Đông Thăng đang một mình đánh với hai cao thủ rơi vào thế yếu. Anh lập tức bay đến đó, vung tay lên, bầu trên lập tức xuất hiện ánh sáng kiếm sáng ngập trời, lao xuống mọi người. Đám người nhìn ánh sáng kiếm khủng khiếp thế kia, lập tức sợ hãi tái mặt, vội vàng rút sát chiêu lại. Tất cả dừng tay, Ngô Bình lạnh lùng nói, tiếng quát của anh làm tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ngô Bình đi đến trước mặt Nguyệt Đông Thăng, người sau lưng lập tức vui mừng nói, Lý Công Tử đã đến rồi. Ngô Bình,
những người này từ đâu đến vậy? Họ muốn làm gì? Nguyệt Đông Thăng lập tức tức giận nói, họ đều là tu sĩ tại Tiên Vu Tông. Giáp ranh giới với mảnh đất Nguyên Thủy Tiên Giới, địa bàn của họ bị dị tộc chiếm giữ nên vội vàng đến đây tranh cướp địa bàn Nguyệt Thị chúng ta. Ngò Bình nhìn về phía đám tu sĩ Hắc Y hỏi, ai là tông chủ của Tiên Vu Tông? Một ông lão râu vàng bay đến, ôm quyền hỏi Ngô Bình, các hạ là ai? Ngô Bình nói, Lý Huyền Bình, đệ tử thứ bảy của đạo tôn Nguyên Thủy Sơn. Người kia vừa nghe Ngô Bình giới thiệu, gương mặt lập tức thay đổi hốt hoảng nghĩ thầm thì ra là đệ tử của Nguyên Thủy đạo tôn. Thân phận người này lừng lẫy như thế, không phải một Tiên Vu Tông nhỏ bé như ông ta có thể chọc vào. Người đó nói, tại hạ là tông chủ Tiên Vu Tông, Hắc Đông Bình. Tiên Vu Tông của chúng ta không có nhà để về nên muốn đặt chân ở Thần Châu, nhưng Nguyệt Thị lại không cho chúng ta bước vào đây thưa Lý Công Tử. Lãnh thổ này từ đầu không có chủ, huống hồ gì bọn ta đang gặp nguy hiểm nên hành động này khó trách quá chớn. Nguyệt Đông Thăng tức giận quát, bớt nói xàm. Đệ tử Tiên Vu Tông của các người quá ngạo mạn, làm bị thương hơn 10 con cháu Nguyệt Thị không nói còn cướp mấy cửa hàng của bọn ta. Cách làm của các người chả khác nào bọn giặc cướp cải. Hắc Đông Bình nói, tu sĩ của Tiên Vu Tông đều từng gặp tình huống sợ hãi, bây giờ không có nhà về nên tính cách cũng nôn nóng có thể thông cảm được. Và lại, ta đã xin lỗi các ngươi rồi nhưng Nguyệt Thị các ngươi không bỏ qua, rõ ràng đang ép bổn tông khai chiến với Nguyệt Thị. Ngô Bình suy nghĩ lại hỏi, mục đích Tiên Vu Tông các ngươi là gì, ở tạm thời tại Thần Châu hay lâu dài? Hắc Đông Bình nói, thật ra bây giờ chúng ta không có nhà về. Vậy là thường trú rồi. Ngô Bình nói, nhưng chỗ này là địa bàn của Nguyệt Thị, các ngươi muốn ở lại chỉ có một cách phải gia nhập vào Nguyệt Thị. Hắc Đông Bình nghe Ngô Bình nói vậy, gương mặt lập tức u ám đi, nói, Lý Công Tử, Tiên Vu Tông chúng ta truyền thừa từ đời này sang đời khác, nên không gia nhập vào thế lực của kẻ khác. Ngô Bình, không gia nhập thì có thể đánh đến sống chết cướp địa bàn. Nhưng ngươi cũng hiểu rõ sức mạnh hiện tại của Tiên Vu Tông không bảo vệ nổi địa bàn của mình. Dân tộc trước đó có thể đánh hạ địa bàn của các ngươi, thì đời sau cũng có thể đánh hạ được Thần Châu. Bác Nguyệt nhanh mời gia chủ Khương Thị với Lôi Thị đến đây, để ba nhà thương lượng chuyện lớn. Nguyệt Đông Thăng cười khổ, thế lực và sức mạnh của Lôi Thị với Khương Thị cũng mạnh hơn Nguyệt Thị, sợ họ không chịu hợp tác. Tình huống sống chết trước mắt, họ không quyết định được. Ngô Bình ói, bác Nguyệt cứ đi mời, còn chuyện đến hay không là do họ. Nguyệt Đông Thăng gật đầu, được. Sau đó Nguyệt Đông Thăng đàm phán với Tiên Vu Tông, tạm thời vạch ra một phần đất cấp cho họ sử dụng. Cùng lúc đó, Nguyệt Tổ cũng đi liên lạc với Khương Thị và Lôi Thị, mong ba nhà có thể hợp tác cùng nhau chống địch ngoài. Ngô Bình với Nguyệt Thanh Ảnh đến cả cửa hàng của Nguyệt Thị trước, bởi vì anh vừa hoàn thành đại thần kiếp nên muốn thử đột phá lên cửu biến cảnh. Từ xưa đến nay, cửu biến cảnh là cấp độ khó tu luyện. Người xưa có câu, tam biến là lương. Ngũ biến là hiền, lục biến là thánh, thất biến là chúa tể, bát biến là hoàng, cửu biến là vô thượng. Nói cách khác, nếu đạt được ngũ biến thì người đó có tư chất của bậc hiền giả, thất biến có thể thành chúa tể, bát biến có thể thành một vị thánh hoàng. Bởi vậy có thể thấy, cửu biến cảnh là cấp khó khăn đến nhường nào. Cửu biến cảnh cần tu hành một bộ pháp môn, Ngô Bình nhớ những thu hoạch của bản thân tại Thiên Ma Cốc ở Thần Châu. Lúc đó, anh có được Thiên Ma. Thiên ma hấp thụ số lượng lớn sức mạnh sinh mệnh là một loại năng lượng mạnh mẽ đến quái lạ và có thể giúp sức mạnh của anh tăng lên. Vậy là anh mang thiên ma đã bắt được lần đó ra, thiên ma này đã cắn nuốt qua xác của hỗn độn thiên cho nên đã mạnh đến kinh người. Ngô Bình phong ấn nó trong một cái lu lớn để tích lũy ở thần môn. Bây giờ anh lấy cái lu lớn ra, thiên ma màu đen bên trong lập tức ngưng tụ thành hình người nhìn Ngô Bình như hổ rình mồi. Nhưng trước đây nó đã bị luyện hóa một phần. Nên không dám đánh anh nữa. Ngô Bình quyết đoán vươn tay ra, chụp lấy nó. Hình người lập tức biến thành một dòng nước lỏng quấn quanh Ngô Bình. Pháp thân cửu chuyển của Ngô Bình đã bốc lên một ngọn lửa màu vàng quanh thân rồi bắt đầu dốc hết sức luyện hóa. Anh có thể vượt qua được đại thần kiếp kinh khủng nhất, nên kẻ hèn thiên ma này cũng chả coi vào đâu. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thiên ma đã bị anh luyện này một năng lượng màu vàng. Tiếp theo đó, anh tu luyện từ nhất biến đến tam biến rất nhẹ nhàng, bởi vì thể chất của Ngô Bình đã mạnh sẵn hơn nữa khi dùng, cũng chỉ mất mấy phút. Cho nên, khi bắt đầu tu luyện từ biến, anh mới cảm giác khó khăn. Mỗi một lần thay đổi, cơ thể và cấm thần của anh được cường hóa, ưu thế được tăng cao,
bổ sung cho khuyết điểm và xuất hiện ưu thế mới. Lúc này, Ngộ Bình mượn sức mạnh của thiên ma nhanh chóng hoàn thành tam biến, nhưng tứ biến lại tốn rất nhiều thời gian của anh. Anh cảm giác nhanh thế nào, cũng phải mất dăm ba bữa. Nguyệt Tổ vội vàng nói, nếu hai vị không cùng nhau đồng tâm hiệp lực, thì khi dị tộc tấn công, từng bộ phận của chúng ta sẽ bị tiêu diệt sạch. Thần Châu là bảo địa hiếm có của nguyên thủy thiên giới, chắc chắn dị tộc đã thèm nhỏ dãi lâu lắm rồi. Ngắn thì dăm ba bữa, lâu thì một hai tháng sẽ có dị tộc đến đây. Mấy người không cần cãi nữa. Ngô Bình đột nhiên đi đến. Câu là ai? Lão tổ nhà họ Lôi u ám hỏi. Ngô Bình lạnh lùng nói, ta là thất đệ tử của nguyên thủy đạo tôn, Lý Huyền Bình. Nếu hai vị đồng ý nghe theo sắp xếp của Nguyệt Thị, mọi người cùng nhau đấu với dị tộc ta sẽ cho hai nhà các vị một con đường lui. Lỡ như khi chúng ta giữ không được Thần Châu, ta sẽ tìm một địa phương gần Nguyên Thủy Sơn cho các vị an cư lạc nghiệp. Anh vừa dứt lời, hai người lập tức bất ngờ, công tử là đệ tử của đạo tôn. Ngô Bình, các vị về nghĩ kỹ đi, trước khi trời tối hãy trả lời. Còn sau thời gian đó, các vị có đồng ý thì cũng vô nghĩa. Hai người nhìn nhau, vội vàng cáo lui trước. Đợi họ đi rồi, Nguyệt Tổ mới cười khổ nói, nội bộ của mọi người lục đục, dù dị tộc có đến thật cũng không thể hợp tác nổi. Hai, quan trọng là thể lực của Nguyệt Thị gia không phải là người mạnh nhất. Chuyện này cần tìm một thế lực mạnh, mới yên được. Ngô Bình gật đầu, trước mắt để xem lựa chọn của họ đã. Đây chỉ là kế hoạch đầu tiên, nếu chống dị tộc xâm lược và giữ Thần Châu thì lúc đó Thần Châu sẽ trở thành một căn cứ cho nhân tộc. Những gia viên tu sĩ không có nơi ở sẽ nhanh chóng ảo ạt xin vào gia nhập, khi đó Thần Châu sẽ hội tụ một số lượng lớn cao thủ chỉ trong đoạn thời gian ngắn rồi càng về sau sẽ càng mạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu sĩ ở Thần Châu có thể chống được sự xâm lược của dị tộc trước đã, đương nhiên nếu không giữ được thì ta sẽ sắp xếp cho Nguyệt Thị một nơi an toàn. Nguyệt Tổ gật đầu, đúng vậy, các thế lực không giữ được đất đai sẽ cuồn cuộn kéo đến làm tị nạn ở Thần Châu này liên tục. Ngô Bình gật đầu, cho nên nếu Lôi Thị và Khương Thị không hợp tác cũng không sao. Nguyệt Thị cứ ra mặt tiếp nhận những tu sĩ gia nhập trước, cung cấp chỗ ở và trị thương cho họ là được. Anh vừa nói xong đã có người vội vàng chạy đến nói, thưa lão tổ. Hơn 1000 tu sĩ quỷ kiếm môn vào địa bàn của Nguyệt Thị ta, có vài vị trưởng lão đang nói chuyện với họ. Ngô Bình hỏi, quỷ kiếm môn ở đâu? Nguyệt Tổ nghe thế nói, quỷ kiếm môn ở Tây Bình của Thần Châu, tông môn này đứng đầu các tông môn hơn 1 vạn dặm bên ngoài nơi này. Ta không ngờ ngay cả thế lực mạnh mẽ như quỷ kiếm môn cũng không chống đỡ được. Ngô Bình, chúng ta ra xem đi Nguyệt Tổ. Nguyệt Tổ gật đầu, hai người nhanh chóng xuất hiện tại buổi gặp mặt. Ngoài thành Minh Nguyệt, có hơn 1000 tu sĩ đứng đó. Trong số họ có hơn nửa số người đã bị thương, vài người bị thương rất nghiêm trọng. Người ra đối thoại bên này là Nguyệt Đông Thăng, còn bên đối phương mà một người trung niên mặc áo màu xanh. Người đó nói, quỷ kiếm môn của bọn ta đã tổn thất rất nghiêm trọng, hơn 1 vạn đệ tử chỉ còn hơn 1000 thôi. Nếu Nguyệt Thị đồng ý nhận, quỷ kiếm môn vô cùng cảm kích. Nguyệt Đông Thăng nói, không cần nói đến tiếp nhận, Nguyệt Thị ta còn đồng ý cung cấp tất cả những gì có thể giúp đỡ cho các vị. Hồ Dịch An, đó là một loại giống như cánh chim, xương lộ ra ngoài da trông như quái vật, hàm răng sắc nhọn, đầu như bộ xương khô thích hút máu người, có thể nói tiếng người. Mỗi cá nhân bọn chúng có sức chiến đấu rất mạnh, đặc biệt là thể chất rất rắn chắc, tiên pháp chỉ để lại vết thương nhẹ cho chúng. Đám dị tộc này tự xưng là phi linh tộc. Còn chúng ta gọi chúng là phi quỷ tộc. Đại quân phi quỷ tộc có hơn 100 vạn con, bình thường chỉ cứ hơn mấy ngàn, mấy vạn người đã có thể đo ván một tông môn rồi. Tông môn xung quanh đây đều dần bị bọn chúng chiếm đóng hết, quỷ kiếm môn của bọn ta cũng chỉ cố gắng chống đỡ hơn một ngày đã bị đánh bại. Ngô Bình gật đầu, ta chắc chắn đối phương sẽ tấn công tiếp nữa đấy thưa Hồ Môn Chủ, có nghĩa là không bao lâu nữa chúng ta cũng sẽ chạm mặt với phi quỷ tộc. Các ngươi từng có kinh nghiệm chiến đấu với phi quỷ tộc rồi, mong có thể giúp các tu sĩ Thần Châu chuẩn bị trước. Hồ Dịch An vội vàng nói, chuyện đó phải làm mai. Tiếp theo đó Ngô Bình mời nhóm người vào trung tâm thành, cung cấp thức ăn chỗ ở cũng chữa trị cho những người bị thương nghiêm trọng. Anh còn luyện chế ra mấy lò tiểu hoàn đan nhỏ để chữa thương. Trong lúc sắp xếp chỗ ở cho mọi người, Ngô Bình đã tìm đến Hồ Dịch An nói, Hồ Môn Chủ, ta muốn đến địa bàn của dị tộc quan sát trước. Ông có muốn đi cùng ta không? Có rất nhiều đệ tử thân thiết của Hồ Dịch An đã chết dưới tay phi quỷ tộc, nên ông ta đã hận phi quỷ tộc ngút trời.
Khi ông ta nghe đề nghị này, lập tức gật đầu không chút do dự, công tử đã cam tâm vào chỗ nguy hiểm như thế, đương nhiên ta không có gì mà sợ. Nhưng tốc độ bay của phi quỷ tộc rất nhanh, một khi họ bao vây chúng ta chỉ sợ khó mà lui về an toàn. Ngô Bình cười, nếu ta đã dám đi, cũng có cách đối phó với tình huống phát sinh của đám quỷ đó chứ. Hai người bàn bạc xong lập tức sử dụng độn thuật, đi đến trước Quỷ Kiếm Môn. Quỷ Kiếm Môn không thẹn là tông môn đứng đầu, kiến trúc chập trùng, xây dựng trong các dãy núi, dưới thung lũng tại Sơn Cốc còn có một tòa thành lớn xây ở đó. Giờ phút này trong thành đều là các căn phòng bị cháy trụi và xác chết la liệt đầy đất, trên bầu trời còn có phi quỷ tộc mọc ra cái cánh bay lượn tuần tra. Vóc người họ cao hơn 2 mét, toàn thân màu xanh đen, lỗ tai nhọn, đôi mắt màu tím sáng lên trong đêm. Trông họ không giống người, chỉ có thể giống quỷ. Ngô Bình nhìn lướt qua hỏi, hồ môn chủ còn có đồ vật nào chưa kịp lấy không? Hồ Dịch An nói, có một cây thánh kiếm quỷ đạo có từ khi vừa mới thành lập Quỷ Kiếm Môn, chuôi kiếm này cất sâu trong ngầm, mũi kiếm cắm ở một tảng đá lớn không thể rút ra được, mà cũng không thể xách tảng đá lớn đó đi. Ngô Bình, thánh kiếm quỷ đạo này có nguồn gốc từ đâu? Ta không rõ cụ thể, chỉ biết lão tổ tông môn của ta vô tình phát hiện ra nó. Sau đó nhờ hấp thụ sức mạnh trong quỷ kiếm mới sáng lập ra Quỷ Kiếm Môn. Tiếp theo đó là do tổ sư tìm hiểu thập tam kiếm và công pháp sử dụng của quỷ đạo, nên dần dần đưa Quỷ Kiếm Môn đi lên trước dẫn đầu các tông môn thôi. Ngô Bình, ta gặp bọn họ trước, rồi chúng ta đi nhìn thanh thánh kiếm quỷ đạo đớ. Anh nói dứt câu đã bắt đầu bay lên, bay ra ngoài thành đã gặp một đội. Đội này tâm 12 phi quỷ tộc vừa phát hiện ra anh, lập tức vui mừng nhào đến giết. Đúng như lời Hồ Dịch An nói, tốc độ bay của đám phi quỷ tộc này rất nhanh, cơ thể đã đột phá đến vận tốc của âm thanh. Thoáng chốc, chúng đã đứng trên đỉnh đầu Ngô Bình, há cái mồm phun ra vài đường ánh sáng tím trông như kiếm quang đánh vào Ngô Bình. Ngô Bình nhẹ nhàng tránh đi, rồi cầm lấy Bạch Hổ Tiên kiếm ra chém lại bọn chúng. Kiếm quang vừa lóe lên, bầu trời đã xuất hiện 1.000 vạn đường kiếm quang, chạm mười mấy tên phi quỷ tộc thành hai khúc, ít thì cắt đứt cánh chúng. Còn mấy tên nặng hơn thì bay nửa đầu, bọn chết kẻ bị thương nhiều vô số. Hồ Dịch An nhìn hình ảnh trước mắt mà sợ ngây ra, ông ta cũng từng một mình chiến hơn 10 phi quỷ tộc nhưng cũng phải mất hơn 15 phút, dùng pháp bảo mới giết được mấy con. Ấy vậy mà người ta lại dễ dàng dùng một chiêu đã giết sạch một độ phi quỷ tộc thế kia, sức mạnh này quá là kinh khủng. Ngô Bình chém thêm một kiếm nữa giết sạch những phi quỷ tộc còn sống lay lắt, trong lòng cũng chẳng mấy bất ngờ. Dù sao, đám này cũng không giống với đám dị tộc anh đã gặp ở Thánh Cổ Đại Lục. Cứ thế anh lại giết thêm vài đội tuần tra nữa, cuối cùng gặp được một ít phi quỷ tộc có chút sức mạnh cao hơn đám kia, nhưng chúng vẫn bị giết sạch với một chiêu của anh. Gần đây tu vi của anh đã tăng lên, càng hiểu sâu xa hơn về kiếm đạo vương tọa nhờ đó mà tăng cấp từ tam thành lên hơn 5 thành rồi. Mỗi lần sử dụng kiếm chém ra, đều rất quyết tuyệt, ngay cả tu sĩ đạo cảnh cũng không thể chống nổi một nhát của anh. Sau khi anh giết mấy trăm lính phi quỷ tộc, cuối cùng khiến đối phương sợ hãi gọi thêm càng nhiều phi quỷ tộc nhào đến, Ngô Bình nắm cơ hội gọi Hồ Dịch An nhanh chóng chạy đến chỗ giấu thánh kiếm quỷ đạo. Thánh kiếm quỷ đạo nằm ở trong một cái động cũ xa xưa tại một ngọn nút, nhưng vị trí rất bí mật chỉ có Hồ Dịch An và một số ít người biết. Phi quỷ tộc cũng không phát hiện nơi này. Sau khi hai người vào động, tảng đá lớn chặn cửa ngoài cổ động tự động đóng lại, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy chỗ đó là một vách đá thôi. Trong cổ động, đập vào mắt là một căn phòng đá nơi để luyện công, đi tiếp vào trong một đoạn nhìn thấy thiên nhiên trong sơn động. Bên trong có một tảng đá khổng lồ màu bạc trắng, cao hơn 2 mét, trên đó có một thanh cổ kiếm đen xì cắm lên, chuôi kiếm nó màu đỏ để lộ một đoạn mũi kiếm. Ngô Bình vừa nhìn thấy thanh kiếm đã cảm giác được sức mạnh cấm kỳ mạnh mẽ được cất chứa trong đó, với lại còn là đại thiên cấm kỳ vô cùng mạnh mẽ. Anh cũng có được cường giả cửu trọng cấm. Cho nên có thể cảm nhận được trong cổ kiếm này cấm kỳ nhiều đến mức đạt thập nhất trọng. Thậm chí, đã gần như sát với thập nhị trọng cấm. Anh nheo mắt hỏi, hồ môn chủ thật sự không biết nguồn gốc của thanh kiếm này sao? Hồ Dịch An cười khổ nói, năm đó tổ sư hay vào trong động này, nên ta thật sự hoàn toàn không biết nguồn gốc của nó. Ngô Bình quan sát thanh kiếm cẩn thận, mới phát hiện ra bên trên tảng đá có vẽ một ít văn tự nhàn nhạt. Nhưng đoạn có đoạn mất, anh nói. Ta thấy tổ sư của ngài đã tìm hiểu được một ít gì đó từ trên tảng đá này, mới lập nên Quỷ Kiếm Môn được. Ngô Bình cất kinh thư nói, sau này,
ta sẽ giao kinh thư cho quỷ kiếm môn thưa hồ môn chủ. Kể từ giờ, quỷ kiếm môn đã có thể nâng lên một bậc. Rồi, Hồ Dịch An vội vàng cúi người lại một cái, đa tạ Ngô công tử. Ngô Bình nói, ta lại giết ít phi quỷ tộc nữa thử xem uy lực của kiếm này ra sao. Thoáng chốc trong thành đã xuất hiện một bóng người chạy như bay xẹt qua, tốc độ của phi quỷ tộc mệnh danh là kinh người giờ chỉ như rùa đen bò trước mặt của anh. Người này chính là Ngô Bình, anh cầm quỷ thánh kiếm, nhờ dung hợp sức mạnh giữa quỷ thánh kiếm và bản thân khiến sức mạnh của anh tăng lên vượt bậc. Anh đã vượt qua đại thần kiếp với pháp thân cửu chuyển mới như thế, chứ không chắc hắn không thể nào chấp nhận được sức mạnh đáng sợ của quỷ thánh kiếm được. Nhưng khi dung hợp sức mạnh to lớn của quỷ thánh kiếm vào người, sức mạnh của anh cũng đạt đến ngưỡng cửa không thể tưởng tượng được. Vụt! Một nhát chém màu đen vừa vụt qua, đã có một đội phi quỷ tộc bị giết. Đám phi quỷ tộc bị giết kia thả ra hồn, nhưng bị quỷ thánh kiếm hút mất và cuối cùng trở thành một sức mạnh được ngưng tụ cấm kỵ trong kiếm. Chờ đợi một ngày chín mùi, nó có thể hình thành thập nhị trọng cấm. Anh giết được mấy đội, lại có nhiều phi quỷ tộc nhào đến hơn, trong đó có rất nhiều cường giả. Ngô Bình cũng né đi, vừa mở ra quỷ đạo chân giả, chọn một bộ tu luyện quỷ cấm thuật, nó thuộc trong 36 quỷ cấm thuật đã ghi, tên là Liệt Hồn Phi Nhận. Ngô Bình chỉ đọc qua một lần đã biết cách sử dụng và yêu cầu phối hợp của thuật này với quỷ thánh kiếm, nên bắt đầu luyện ngay. Chưa vài phút, anh đã hiểu rõ nguyên lý của nó, lập tức niệm một đoạn chú, sức mạnh trong cơ thể lập tức rung lên, theo sau đó là quỷ thánh kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thân kiếm bản ra 3.000 tia sáng, nhỏ hơn cả tóc, những tia sáng này phát ra màu tím mạnh mẽ dài 3.000 trượng, bay múa đầy trời. Nếu người tỉnh tế có thể phát hiện ra, những tia sáng này đều do vô số phù văn biện thành, ẩn chứa pháp lực cấm kỵ đáng sợ. Chúng nở rộ như vô số sợi hoa hình thành 3.000 thanh kiếm bay, kéo theo gió xé hơn 1.000 phi quỷ tộc ở xung quanh đang đuổi theo giết Ngô Bình thành 5-7 mảnh. Biến chúng hóa thành từng cục máu thịt lẫn lộn không nhìn rõ, rơi xuống đất. Cùng lúc đó mỗi một kiếm bay đỏ thấm vội vàng hấp thụ sức mạnh hồn phách của chúng, sau đó ồ ạt chạy vào trong quỷ thánh kiếm. Sau khi Ngô Bình thử sức mạnh của quỷ thánh kiếm xong, cũng gọi Hồ Dịch An cùng đi về. Hai người quay về Thần Châu, phát hiện lão tổ Khương gia và Lôi gia đã ở đây. Hai người đang bàn bạc với Nguyệt Tổ cái gì đó. Nguyệt Tổ thấy Ngô Bình về, vội vàng nói, Lý công tử, có số lượng lớn tu sĩ bại trận đang tụ tập ở địa bàn Khương Thị và Lôi Thị, họ đang xảy ra chiến tranh nhỏ, chết và bị thương mấy trăm người rồi. Bây giờ, hai nhà đồng ý hợp tác với Nguyệt Thị để cùng chiến đấu với địch. Ngô Bình chỉ một tiếng rồi nhìn lướt qua lão tổ Khương gia và Lôi gia nói, thưa nhị vị, tình hình trước kia và bây giờ đã khác rồi. Ta mới vừa đến địa phương bị dị tộc đóng giữ một chuyến, giết mấy ngàn dị tộc và phát hiện ra sức chiến đấu của bọn chúng rất ghê gớm, và lại rất hiếu chiến. Chắc chắc, không thiếu việc, bọn chúng thông hiểu về chiến trận. Nếu mọi người vẫn còn chia bè sẻ phái như thế thì hãy sớm bỏ Thần Châu đi, tìm một nơi an toàn mà trốn, còn ai không rời đi vườn tược của gia đình được thì dùng hết tâm mà hợp tác. Chuyện hợp tác này cũng cần người có tâm, sau này có nhiều lúc cần Khương Thị và Lôi Thị phải nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt Thị. Mọi người hành động thống nhất. Gương mặt của lão tổ Khương gia và Lôi gia đều đen lại, sao vừa qua một ngày Lý công tử này đã đổi sắc với họ rồi. Hồ Dịch An đứng bên cạnh cũng trầm giọng nói, quỷ kiếm môn của ta nhờ công tử mới giữ được cái mạng. Kẻ nào trái lệnh công tử thì kẻ đó chính là kẻ thù của quỷ kiếm môn chúng ta. Hai nhà này đều biết quỷ kiếm môn mạnh thế nào, nếu môn phái này đã hợp tác với Nguyệt Thị, thì rất dễ dàng tiêu diệt Lôi Thị và Khương Thị. Sau khi họ suy nghĩ mặt lợi mặt hai, lão tổ Khương gia ôm quyền nói, Khương Thị đồng ý nghe theo sự điều khiển của Nguyệt Thị. Lão tổ Lôi gia vừa nghe đành thở dài hết cách, lập tức cũng nói, Lôi Thị gia cũng đồng ý nghe theo mệnh lệnh của Nguyệt Thị, cùng nhau chống dị tộc. Ngô Bình gật đầu nói, các người họp lại bàn bạc về vấn đề tụ lực lượng lại và thống nhất người chỉ huy một chút đi. Chuyện này là việc nhỏ, đương nhiên đều giao cho người đa mưu túc trí sắp xếp. Anh còn phải lập tức hoạch cho toàn cục lần này. Một lát sau, Ngô Bình đi đến địa bàn Lôi Thị, Lôi Vân Thành. Bên ngoài Lôi Vân Thành có mấy ngàn tu sĩ đang tụ tập tại đó, những người này đến từ hai cái môn phái chủ yếu Thất Hiền Tông và Thanh Tiêu Tông, trong đó Thất Hiền Tông mạnh xếp vị trí thứ hai trong bảng tông môn, Thanh Tiêu Tông xếp vị trí đầu tiên. Hai tông môn này đều bị dị tộc chiếm, số người bị thương và chết vô số. Họ không còn chỗ nào để đi, nên chạy đến Thần Châu vào địa bàn của Lôi Thị. Lúc đầu,
Lôi thị không cho họ vào thành nên xảy ra xung đột, đánh chết và bị thương rất nhiều người. Bây giờ, hai bên vẫn còn đang giằng co căng thẳng, nhưng Lôi thị đã thiệt hại rất nặng nề, không dám ra tay với đám tu sĩ không nhà này nữa. Ngô Bình đáp xuống thành, ôm quyền với những người kia nói, chào các vị, ta là đệ tử Nguyên Thủy Đạo Tôn, Lý Huyền Bình. Hiện tại đang quản lý hết mọi việc ở Thần Châu, có chuyện gì các vị cứ nói với ta. Một lão già mặc đồ xanh dẫn đầu ôm quyền nói, Thi Long Đấu, người của Thanh Tiêu Tông. Thanh Tiêu Tông của chúng ta và Thất Hiền Tông bị dị tộc xâm chiếm, tuy chúng ta đã chống trả nhưng không phản kháng được, không làm gì địch nên đành thua trận rút lui. Bây giờ hai tông không có nhà để về, mong có thể tìm một chỗ an thân ở Thần Châu. Ngô Bình gật đầu, ta biết dị tộc đang tấn công khắp nơi, các ngươi cũng cần một chỗ an thân. Nhưng các ngươi cần đáp ứng một vài điều kiện khi gia nhập vào Thần Châu của ta, chính là các tu sĩ thần thông cảnh và đạo cảnh trong tông phải nghe theo điều lệnh và chấp nhận sắp xếp của một người duy nhất. Các ngươi có thể chấp nhận không? Thi Long Đấu nhíu mày, Thanh Tiêu Tông là một tông môn không thể chấp nhận bị người khác quản lý. Ngô Bình, đó là lựa chọn của các ngươi, đã không chấp nhận được điều kiện thì không thể nào Thần Châu, mời các ngươi đi nơi khác. Thi Long Đấu cười lạnh, nói đến cùng vẫn là các ngươi không cho chúng ta vào Thần Châu phải không? Ngô Bình, các ngươi đã thấy dị tộc rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chém giết tận Thần Châu thôi. Đến lúc đó chúng ta cũng phải tự bảo vệ thành, với yêu cầu tất cả sức mạnh đều phải phối hợp thống nhất. Nếu các ngươi đã không muốn phối hợp thì không cần ở lại. Thi Long Đấu đè giọng hỏi, nếu bọn ta vẫn muốn vào thành thì sao? Ngô Bình rút quỷ thánh kiếm ra, lạnh lùng nói, thanh kiếm này của ta vừa mới giết mấy ngàn phi quỷ tộc, cũng không muốn thêm máu nữa. Nhưng nếu các ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, ta chỉ có thể cho các ngươi thấy máu. Thuật này có thể phóng quỷ thánh kiếm ra, chiếm lấy ý chí của một người biến thành khôi binh. Vì vậy anh quyết định sử dụng khôi binh thuật hợp nhất sức mạnh của nhóm tu sĩ thành một thể, nhờ đó sẽ đạt đến hiệu quả về cấm kỵ binh. Thậm chí cách này còn có thể mạnh hơn rất nhiều với cấm kỵ binh, bởi vì sức mạnh trung tâm của khôi binh là quỷ thánh kiếm, anh có thể dùng sức mạnh của bản thân và quỷ thánh kiếm chia ra vận chuyển vào trong cơ thể của mỗi một người tu sĩ giúp tập thể họ phóng ra cách quỷ đạo nào đó. Giống như là quỷ cấm thuật hoặc là quỷ kỵ thuật. Trong thời gian tiếp theo, Ngô Bình dốc hết sức nghiên cứu 5 loại quỷ cấm thuật, 5 loại quỷ kỵ thuật và 3 loại quỷ chú thuật. Sau khi tu luyện xong, anh chưa kịp cảm nhận được thay đổi thì thấy trời đã sáng. Ngô Bình quyết định thử xem hiệu quả của nó, đồng thời anh cũng muốn xem một ít tông môn này có phục tùng mệnh lệnh thật hay giả. Nguyệt Tổ vừa ra lệnh, Khương Thị, Lôi Thị, Thanh Tiêu Tông, quỷ kiếm môn đều sôi nổi cử tu sĩ, đệ tử và trưởng lão đạt thần anh cảnh trong tông môn của mình ra nhận lệnh. Ngô Bình đứng ở một mảnh đất trống, đợi nửa giờ những người của các tông môn này mới lục đục đuổi đến. Anh kiểm tra một chút số lượng, hơn 5.700 tu sĩ thần thông cảnh, 145 tu sĩ đạo cảnh, còn có các tông chủ đều đến trình diện. NHH, hết chưa? Các vị tông chủ, gia chủ đã phát tất cả các tu sĩ đạt đến yêu cầu đến. Mọi người sôi nổi nói đã gọi hết toàn bộ, Ngô Bình gật đầu nói, tập hợp quá chậm, ta đã đợi ở đây nửa giờ rồi. Nếu dị tộc xâm chiếm, các ngươi cảm thấy bọn chúng cho chúng ta nửa giờ à? Những người phía dưới im lặng không nói, vài người cúi đầu, vài tông chủ chỉ nở nụ cười khổ. Ngô Bình lạnh lùng nói, đây là lần đầu tiên, ta không truy tội. Sau này nếu ta lại gọi các ngươi tập hợp, mọi người đến đây trong vòng vài phút. Nếu kẻ nào chậm trễ, thì phải chấp nhận xử phạt. Anh nói xong đã giơ cao quỷ thánh kiếm lên, sử dụng khôi binh thuật. Ngay lập tức hơn 1 vạn đường ánh sáng từ trời hạ xuống, rơi xuống đỉnh đầu của mỗi người. Tia ánh sáng chui vào trong cơ thể của những người này, thoát cái đã chiếm được ý thức của họ. Sau đó, kinh mạch mới bắt đầu xuất hiện trong cơ thể bọn họ, nó gọi là quỷ mạch. Sức mạnh của quỷ thánh kiếm chạy qua tia sáng, chui vào trong quỷ mạch của mọi người. Tiếp theo tất cả mọi người đồng thanh tụng một loại chú ngôn, đó là long giáp chú đứng thứ 60 của quỷ chú thuật. Tiếng đọc chú ngôn vang lên. Đỉnh đầu của mọi người cũng theo đó xuất hiện một cái mai rùa lớn, mai rùa tỏa ra một làn khí ánh sáng bao bọc, bảo vệ mọi người lại. Ngô Bình liên tục ban ra vài mệnh lệnh, tất cả mọi người đều phối hợp cực kỳ hoàn hảo không chút cặn kẽ. Anh cảm giác, hiệu quả của khôi binh thuật mạnh hơn cấm kỵ binh trước kia rất nhiều. Một lát sau Ngô Bình thu lại sức mạnh, tất cả mọi người run lên cũng khôi phục lại ý thức của mình. Họ tò mò nhìn nhau, tự hỏi vừa rồi có chuyện gì xảy ra.
Ngô Bình cao giọng nói, các vị, vừa rồi ta sử dụng đạo binh thuật có thể hóa mọi người thành đạo binh trong đoạn thời gian ngắn và có thể sử dụng được đạo pháp mạnh mẽ. Biểu hiện vừa này của mọi người rất tốt, ta có thể bảo đảm với mọi người rằng với sự phối hợp này chúng ta hoàn toàn có năng lực diệt dị tộc xâm chiếm kia. Đám người này thật sự rất sợ dị tộc tận sâu đáy lòng, dù sao sức mạnh của dị tộc quá mạnh, nhân số lại chiếm ưu thế. Tuy họ đồng ý phối hợp, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy một đám ô hợp làm sao bảo vệ được thần châu. Nhưng khi họ thấy cách hành động của Ngô Bình, đột nhiên trong lòng lại dấy lên vài niềm tin rằng có lẽ, họ thật sự đánh bại dị tộc. Ngô Bình trao đổi với họ mấy câu nữa rồi bảo mọi người về, không lâu sau anh đã đến tìm Hồ Dịch An, giao quỷ đạo chân giải cho ông ta. Nội dung trên quyển này đã được anh ghi nhớ hết, vậy nên bộ kinh thư này vô dụng với anh. Nhưng anh biết rõ không có quỷ thánh kiếm giúp sức, quỷ đạo chân giải rất khó tu luyện. Hồ Dịch An cũng chỉ có thể học được 10 phần trong đó là cùng, mà toàn là nội dung đơn giản. Đêm đó sau khi Ngô Bình liên tục tu luyện mấy ngày, anh đã hoàn thành tu luyện tứ biến, thể chất cũng nhờ đó mà tăng lên một cấp. Lúc anh tiếp tục tu ngũ biến, đột nhiên quỷ thánh kiếm liên tục run lên. Một sức mạnh quỷ dị tiến vào cơ thể của anh. Sau đó sức mạnh thiên ma bắt đầu dung hợp vào tứ biến rồi biến thành một năng lượng hoàn toàn mới. Mà nguồn năng lực này nhanh chóng cường hóa cơ thể Ngô Bình, tiếp tục tiến hóa. Sức mạnh này làm Ngô Bình bất ngờ, anh không ngờ bản thân đã sử dụng quỷ khí thứ 92 trên quỷ đạo chân giải, tên Thiên Quỷ Kim Thân. Khi sử dụng thuật này, cơ thể lập tức hóa thành Thiên Quỷ Kim Thân, đao, thương không thể chém, vạn pháp không làm bị thương. Nhưng quá trình này rất thoải mái, nửa ngày cũng chỉ có một ít như thế. Cũng may thời gian trôi qua, lực cấm thiên trong cơ thể Ngô Bình cũng có thể chuyển hóa toàn bộ. Lần này, tu luyện đã giúp anh có được thu hoạch lớn rồi. Sau khi, anh nghỉ ngơi một lát lại đi xem đệ nhất kiếm tông. Thực lực đệ nhất kiếm tông của anh rất mạnh, thêm vào đó còn có Thái Hoàng giáo chống lưng, anh không lo gì cả. Nhưng dù sao thiên hạ đã có biến động lớn như thế, anh vẫn muốn đến xem sao. Vạn kiếm tiên giới, đệ nhất kiếm tông. Ngô Bình về đến Trần Gian, dùng truyền tống pháp trận đi đến đệ nhất kiếm tông. Anh nhìn sơ qua cũng không thấy không khí căng thẳng nào ở đệ nhất kiếm tông, nhưng vài vị sư tôn đã đi đâu mất nên anh đành đi hỏi chút thông tin vài người. Thì ra họ đã dẫn cao thủ đến Thái Hoàng giáo để chỉ viện cả rồi. Tại kiếm tu quá nhiều ở vạn kiếm tiên giới nên sức chiến đấu rất mạnh dẫn đến dị tộc. Xung quanh rất khó đến gần. Và lại, thực lưng dị tộc xung quanh giống nhau, nên chúng không thể xâm nhập được. Vận may của Thái Hoàng giáo khá kém, trước đây không lâu vừa đánh với huyền u tiên giới bây giờ phải đụng huyết tộc mạnh mẽ. Nhân số của huyết tộc không nhiều, nhưng có được năng lượng biến đổi con người, chỉ cần bị chúng cắn phải thì con người sẽ trở thành huyết phó. Nhờ đó mà huyết tộc tập trung được 300 vạn đại quân huyết tộc, toàn bộ tấn công vào chân hoàng tiên giới. Hiện nay, Thái Hoàng giáo đang làm thủ lĩnh chân hoàng tiên giới, vất vả gom được 100 vạn đại quân để chiến đấu. Trận chiến này đều khiến hai bên tổn hao lực lượng, mười mấy vạn quân Thái Hoàng giáo chết và bị thương. Đại quân huyết tộc cũng bị giết hơn 20 vạn binh, nhưng chuyện đáng sợ nhất là đại quân huyết tộc bổ sung rất nhanh chóng. Nói về sức mạnh thì chân hoàng tiên giới không thua đối thủ, nhưng sức mạnh khôi phục của huyết tộc quá mạnh mẽ. Thỉnh thoảng cách hơn một ngày, quân của chúng có thể sống lại đầy nhiệt huyết. Còn Thái Hoàng giáo bên này sẽ tổn thấy một bộ phần binh lực sau mỗi lần chiến, mà không phục hồi lại được. Nếu cứ tiếp tục như thế, Thái Hoàng giáo vẫn chưa đến một tháng đã tiêu hao hết lực lượng rồi. Đến lúc toàn chân hoàng tiên giới đến biến thành thịt cá, mặc cho huyết tộc cắn nuốt tùy thích. Dòng máu đổ ào ạt vào trong kiếm cũng khiến Ngô Bình cảm thấy có thêm rất nhiều nguồn năng lượng quái lại trong quỷ thánh kiếm. Chẳng qua, khi nguồn sức mạnh này qua rèn luyện và tinh luyện trong quỷ thánh kiếm lại xuất hiện một ít tính chất đặc biệt. Anh vừa âm thầm nghĩ đến đại tẩy luyện thuật thứ 50 trong quỷ kỳ, thuật này dùng quỷ thánh kiếm để đưa năng lượng của dị chủng vào cơ thể của tu sĩ, giúp họ tăng tu vi và còn nhận được thiên phú mới. Thế bản thân mình có thật sự đang sử dụng thuật này để đưa năng lượng của huyết tộc vào trong cơ thể của mình hay không? Nghĩ đến đây anh lập tức thả tay tu luyện, mà cấm thuật này cũng chẳng khó khăn gì với anh. Thoáng chốc, anh đã có thể thuần thục sử dụng nó rồi. Mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, bấy giờ Ngô Bình giống như một ma thần tuyệt thế trong mắt bọn họ, đám huyết tộc kia dù có mạnh đến mức nào cũng chẳng là gì khi đối đầu với anh. Các vị, Ngô Bình quét mắt nhìn mọi người.
ta có thể đưa huyết thiên phú vào cơ thể tu sĩ nhân loại, các vị có muốn thử không? Mọi người ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nhìn nhau cùng chung một câu hỏi, đột nhiên có một tu sĩ trẻ tuổi đứng dậy, cả người hắn ta đầy máu nhưng chẳng màng mà nói, ta đồng ý thử thưa công tử. Người nhà, bạn bè của ta đều bị huyết tộc giết, ta phải tăng sức mạnh của mình lên để giết nhiều huyết tộc hơn. Ngô Bình gật đầu, anh đi đến trước mặt người đó hỏi, người tên gì? Người trẻ kia nói, Dương Tuấn. Ngô Bình, Dương Tuấn huynh đệ, quá trình này có chút khó chịu, mong người kiên nhẫn mà chịu đựng. Anh nói dứt câu đã đưa quỷ thánh kiếm vào giữa chân mày của hắn ta. Ngay lập tức một nguồn sức mạnh huyết tộc đã được hấp thụ trong kiếm, ào ạt đổ vào giữa mày của hắn ta. Tức thì làn da người thanh niên kia xuất hiện ngọ nguậy, như vô số con giun đang bò bên dưới. Hắn ta chỉ cảm thấy cả cơ thể mình như sắp nổ, hơn nữa cực kỳ ngứa nhưng hắn ta vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng không rên lấy một tiếng, đến mức đôi mắt mở to đỏ hồng. Một lúc sau, Ngô Bình cảm thấy người trẻ tuổi này đã hấp thụ gần đủ năng lượng của ba tên huyết tộc, nên cất kiếm đi cười nói, cảm giác thế nào? Người thanh niên cảm giác cơ thể mình chưa đầy năng lượng, cơ thể hắn ta vừa nhóng cái đã như tia chớp lao lên cao mấy trăm mét, tốc độ còn nhanh hơn cả huyết tộc. Nên biết rằng hắn ta không chỉ có sức mạnh của huyết tộc mà là tu vi của mình, nên bây giờ sức mạnh của hắn ta đã mạnh hơn rất nhiều với huyết tộc Kiều. Mạnh ghê! Mọi người lập tức thốt lên. Ngô Bình hài lòng cười nói, thử bộ kiếm pháp chơi. Dương Tuấn gật đầu rút bảo kiếm ra, vừa chém một nhát kiếm, đường sáng của kiếm liên tục lăn qua lộn lại sau trước của hắn ta trông vô cùng khó lường và quỷ dị. Ngô Bình nói, ổn đấy. Hiện tại, với sức mạnh của ngươi, giết sạch huyết tộc. Kia không phải là chuyện to tát, đi thôi, đằng kia còn có huyết tộc, người thử sức mạnh của mình đi. Dương Tuấn gật đầu cái rụp rồi phóng về phương xa. Những người còn lại thấy thế cũng muốn thử, Ngô Bình chọn ra một vài người trẻ tuổi nhất đưa năng lượng huyết tộc trong kiếm vào cho cơ thể họ và sử dụng đại tẩy luyện thuật. Thoáng chốc, năng lượng trong kiếm của anh đã dùng hết, mà anh cũng đã tạo ra 28 cao thủ. Sức mạnh phản ứng, tốc độ, năng lực của bọn họ đều vượt qua huyết tộc, thực lực tiến bộ vượt bậc. Bước tiếp theo, Ngô Bình dẫn 28 cao thủ đã trải qua đại tẩy luyện thuật này, nhào đến huyết tộc đang đứng mà chém giết. Thoát cái, họ đã gặp một đội huyết tộc có tầm 178 chục người. Trong Thái Hoàng giáo, giáo chủ Thái Hoàng với đám người Thẩm Huyền Tông đang thảo luận đối sách. Sau một trận đại chiến, cũng nhờ mấy người Thẩm Huyền Tông bày kiếm trận, chứ không bên ta đã bị tổn thất lớn rồi. Nhưng dù vậy, vẫn có mười mấy vạn người bị chết và bị thương, kết quả này khiến họ không chấp nhận được. Nên biết rằng đám huyết tộc đã bổ sung lính rồi, có thể tấn công vào thành bất cứ lúc nào nữa. Đúng lúc này, Ngô Bình dẫn 28 người đi vào. Thẩm Huyền Tông nhìn thấy đệ tử của mình bật cười nói, Huyền Bình đến rồi à? Ngô Bình gật đầu, giáo chủ, sư tôn, ta đã đánh nhau với huyết tộc trên đường đi đến đây rồi. Những tu sĩ này là do ta huấn luyện ra, mọi người xem thế nào. Giáo chủ Thái Hoàng lập tức đi đến trước mặt nhóm tu sĩ, hỏi xuất thân một lúc mới biết tất cả họ đều là tu sĩ tông môn nhỏ, tư chất không cao, tu vi cũng thế. Nhưng ông ta vừa nhìn đã phát hiện thể chất của họ rất mạnh, giống như cùng loại với huyết tộc. Giáo chủ Thái Hoàng lắp bắp sợ hãi nói, Lý công tử làm sao huấn luyện được. Họ, Ngô Bình nói sơ qua tình hình. Mọi người nghe thế vừa mừng vừa sợ. La Vô Phi nói, nếu có thể huấn luyện mấy chục vạn cao thủ huyết tộc, thì chúng ta chắc chắn thắng rồi. Ngô Bình, trước tiên tìm một nhóm huyết tộc để lấy tinh huyết của họ. Sức mạnh của đám đó đều nằm trong máu. Giáo chủ Thái Hoàng, chuyện đó thì dễ, bây giờ chỗ nào cũng có huyết tộc lãng vãng. Chúng ta chỉ cần cử một ít cao thủ ra ngoài bắt mấy vạn huyết tộc. Cũng chẳng khớ. Ngô Bình gật đầu, được. Vậy cử họ đi bắt nhanh đi. Nếu có thể bắt được 3 vạn huyết tộc, ta có thể huấn luyện một vận chiến sĩ. Giáo chủ Thái Hoàng gật đầu, hay cứ cho họ cái tên, gọi là Huyền Bình Quân đi. Ngô Bình xua tay, gọi Huyền Bình Quân không được. Thẩm Huyền Tông cười ha hả, Huyền Bình đừng từ chối, có lẽ Huyền Bình Quân có thể sẽ thay đổi được thế cục của thiên giới trong tương lai đấy. Ngô Bình cũng không từ chối nữa, anh bảo giáo chủ Thái Hoàng chọn một nhóm người có tiềm lực lớn. Tu sĩ trên thần anh cảnh chuẩn bị để đại tẩy luyện thuật. Anh cũng không rảnh, bước tiếp theo ra tiền tuyến giết huyết tộc với những tu sĩ anh dũng. Lần này,
anh dẫn theo 28 người bắt tay với hơn 300 tu sĩ cảnh giới nhỏ nhất từ thần kiếp trở lên ra nghênh giặc. Mọi người bay và độn địa ra cổng thành một khoảng đã nhìn thấy ánh lửa trên một tòa thành đang cháy ngút trời, xa xa là tiếng gào thét thảm thương vọng lại. Hiển nhiên, huyết tộc tấn công và phá cái thành nhỏ này rồi, chúng ta tàn sát bá tánh vô tội. Trong ánh mắt của mọi người lập tức lóe lên mang đầy sát khí, phải dọn sạch bọn xâm lược này, Ngô Bình vừa ra lệnh đã vọt vào trước. Trong tòa thành này có mấy vạn huyết tộc, quân họ chia ra khắp nơi đi dọn dẹp. Cấp bậc của huyết tộc rất nghiêm, người mạnh nhất là huyết hoàng, theo đó thứ tự như thần vương, trưởng lão, lĩnh chủ, công tước, bá tước, tử tước, nam tước với huyết phó và huyết nô. Số lượng bá tước rất ít, sức mạnh tương đương với cường giả mới bước vào đạo cảnh. Trong đó, bá tước được chia ra từ nhất đẳng đến tam đẳng, nhất đẳng là mạnh nhất, tam đẳng là yếu nhất. Nhân tộc, người dám giết huyết tộc của ta, đi chết đi. Tên bá tước này vừa gào lên, đột ngột nhào đến cào Ngô Bình. Một đường màu đỏ sáng lên đánh trúng vào Ngô Bình. Choang! Ánh sáng vừa đánh vào trên cơ thể Ngô Bình, cơ thể anh cũng chẳng rụng mất một cọng lông nào. Làn da của anh có khả năng phòng ngự đáng kinh ngạc. Tên bá tước quèn này làm sao làm bị thương anh được? Ta còn nghĩ người ghê gớm thế nào, ai ngờ yếu như gà. Anh vừa dứt lời đã vung trường kiếm lên, một nhát chém sáng lên đã chém bá tước thành hai khúc. Ngay sau đó, máu của hắn ta bay tung tóe trong không trung đã bị quỷ thánh kiếm hấp thụ, hình thành một loại năng lượng càng cao cấp hơn. Ngô Bình rất hài lòng nói, nguồn năng lượng này có thể sử dụng cho một tu sĩ đạo cảnh để giúp hắn ta tăng sức mạnh. Nghĩ như thế, anh lại cường hóa 100 người. Thoáng chốc, hơn 300 người anh dẫn theo đã trải qua cường hóa. Ngô Bình bảo họ tự tách riêng lẻ ra hành động, còn anh phải chuẩn bị giết huyết tộc cao cấp hơn. Vì thế anh dùng dây thừng trói mấy chục huyết tộc, bay lên không trung rồi nói, huyết tộc nơi đây, nhanh chóng đến nhận, không thì chết. Giọng nói của anh rất lớn, mấy vạn huyết tộc trong thành đều nghe được. Ngay tức thì có một đám tử tước, bá tước, thậm chí có hai tên công tước phóng lên cao. Ngô Bình bật cười lớn, rồi nhanh chóng bay đến chỗ khác. Anh muốn tìm một nơi để giải quyết sạch đám huyết tộc này một lần luôn. Hai tên công tước đuổi theo rất nhanh, bọn chúng chia ra từ nhất đẳng công tước và tam đẳng công tước. Sức mạnh của họ tương đương với tu sĩ đạo cảnh, trung hậu kỳ, thật sự không coi thường được. Ngô Bình đợi công tước đến gần, đột ngột sử dụng tuyệt thế nhất kiếm. Chỉ là một nhát chém đơn giản đã chém tên công tước kia thành hai khúc, một tên khác thấy thế cũng sợ ngây người. Quỷ thánh kiếm hút máu hắn xong, tâm trạng Ngô Bình rất vui vẻ nói với công tước khác, lại đây. Công tước kia đã thấy sức mạnh của Ngô Bình, vì thế quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn ta vừa mới quay người đầu đã bị chém rớt. Ngô Bình lại hút năng lượng của hắn ta lần nữa. Ngô Bình vừa giải quyết hai công tước, sáu tên bá tước cũng lũ lượt kéo đến. Anh lập tức đến chào đón, sử dụng thiên ảnh kiếm pháp, trăm vạn ánh sáng từ nhát chém hợp lại thành sát trận. Thoát cái, vây bọn đó trong trận, bá tước chưa kịp phản ứng đã bị kiếm quang chém thành từng máu bay tung tóe. Sau đó, những giọt máu kia đã bị quỷ thánh kiếm hút sạch. Sau đó còn có mấy chục tên tử tước đến, bọn chúng vừa đến Ngô Bình đã lật tay, kiếm trận bao phủ bọn chúng nhẹ nhàng giải quyết sạch. Ngô Bình dùng thời gian nửa ngày đã diệt sạch hơn 8 vạn huyết tộc trong thành, anh lại bày sát trận ở ngoài thành. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 219.